À hai, để nó đầu tiên cho em gửi lời chào tất cả các anh chị ha. Nay em lên cho mấy anh chị con Mitsu GM180L. Nói chung máy này về tình trạng sao thì em quay hịch với mấy anh chị. Hôm bữa thì em có quay sơ lược ngang nó lặn rồi. Mà có nhiều anh em mà kêu nhắn tin là cho nó nổ anh chị. Thì hôm nay em quay cho nó nổ chi tiết cho mấy anh chị coi ha, quay rõ ràng luôn ha. Đó, con này thì máy này shop B mấy anh chị. Mitsu 180. Đó, shop B cốc xế tua chậm. Đó, máy tua 2000 ha. Con này thì áo đỏ chụp đen, tình trạng về thì nó còn quá xuất sắc mấy anh chị ơi. Anh chị nhìn nè, áo gió của thỏ rất là đẹp ha. Nhất là đặc điểm cái là cái thùng xăng mấy anh chị. Thùng xăng ha, chưa móp méo gì trên nè. Ở trong thì còn siêu đẹp luôn. Đó. Cánh phao luôn hả mấy anh chị. Đó. Máy này thì em cũng chưa đụng đĩa tới luôn hả mấy anh chị. Về là nó còn nổ luôn ha. Đó, về là như gì, về là nổ luôn mấy anh chị ơi. Chứ không có làm gì trên ha. Anh chị máy bỏ lâu mấy anh chị mà còn nhảy đó anh chị nhìn nè, khỏi đóng e lên ga chứ ha, kéo nhẹ lụm mấy anh chị nè, nó đóng dây luôn ha. Cái này là anh chị mở cái áo gió ra nó bánh chấn chạy luôn mấy anh chị. Cái máy này nó còn độ một cái dạng hơi lửa đó, còn có nói là xuất sắc mấy anh chị ơi. Vậy đó không nè, qua tôi gắt là nổ đó mấy anh chị. Cứ qua tôi nổ là chớm nổ à. Đó. Anh chị về thì anh chị khỏi cần làm cho anh chị cứ rửa gáy sạch sẽ rồi kỹ xúc mình sang con lại cái. Là thứ hai là cái này em cũng ấy nó luôn nha mấy anh chị. Thứ nhất là cái con này là nó có cái dàn bơm ở đây hả mấy anh chị. Đây cái bơm. Đó, cái này là ống hơi nè, ống hơi vô nè mấy anh chị. Ống xăng này xăng ra, cái ống này anh chị quay xuống cho nó vô đây nha. Đó là bộ bơm này. Nó ha mấy anh chị, là có nguyên nó có bộ bơm ở đây nè. Rồi cái thứ hai là em cho mấy anh chị coi đó, mở ra từng chi tiết luôn ha. Chị nhìn nè, máy thì chưa vệ sinh vệ bọng chân ha mấy anh chị, rất là dơ ha. Nó trong hồi mấy anh chị nói mà chắc có làm gì rồi nó mới nhảy gì, thật ra là chưa vệ sinh, chưa xúc bình sang con gì luôn. Máy là còn rất là tuyệt vời. Mở ra đẹp lắm mấy anh chị ơi. Đó. Nè, mấy anh chị nhìn nè, thấy không? Cái này mà anh chị nếu có dấu mỡ ở đây là nó ba cái sình, ba cái bụi này nó bay hết mấy anh chị. Chưa có dấu đụng gì tới nó luôn hết mấy anh chị. Nhìn nè. Đó, quần sang con nó dơ cái nó luôn mấy anh chị ơi. Quần sang con này rất là dơ ha, nhưng mà máy thì chạy cực kỳ êm. Nè mấy anh chị, nó còn ngã nè anh chị nhìn nữa không nè. Đó. Rất là dơ. Đó, mình về mình kỹ mình vệ sinh rửa gáy sạch sẽ lại ha. Tem màu anh chị nhìn nè. Tem màu còn đầy đủ, cáo gió này màu còn rất là đẹp hết mấy anh chị. Đó. Cáo gió thùng xăng màu rất là đẹp luôn, công tắc zin theo máy. Rồi, lóc lát bên đây thì nó còn khá là đẹp mấy anh chị. Chứ hàm nói mấy anh chị nghe ha, dòng 180 này á thì con ốc nó không phải vàng khè giống như con 181 mình đâu hết mấy anh chị. Ốc nó ngã vàng vậy là còn xuất sắc rồi nè. Đó. Anh chị thấy không? Này về mà mấy anh chị chịu khó tốn lít dầu lít xăng, mấy anh chị ngồi rửa ra đẹp thứ nào chưa nói. Nên anh chị nhìn nó trong mấy cái rãnh gió nè. Đó, rồi nhìn anh chị nhìn lên mấy cái cụ sông bô nè. Tại vì nó còn ốc ở trong nó còn vàng rồi mấy anh chị, ốc lắp lắp còn vàng khe rồi anh chị thấy không. Đó. Bởi vì mình về mấy anh chị về mà gặp mấy con được cái thùng ở trong nó sạch mấy anh chị. Mình thở mình rất là khỏe luôn mấy anh chị. Khỏi cần làm cho em về, mình chỉ cần rút ống, kéo ống xăng, là động xăng vô là chạy. Bỏ lâu nãy giờ hả mấy anh chị? Chưa giờ kéo vào lụm ha. Không. Kéo mừ ăn mừ luôn mấy anh chị, xúc sắc. Con này nó ra có dây đèn hả mấy anh chị? Đó, rồi. Em quay từng chi tiết, từng ngõ cho mấy anh chị coi nè. Ống xăng còn mềm sụm luôn nè. Xăng mềm xèo luôn. Đó, ống xăng ghim nó còn mềm xèo luôn hả mấy anh chị. Đây, nắp cò, ví dụ mà em nói con này thì hôm bữa em báo giá cho mấy anh chị là 4,2 triệu ha. Nhưng mà anh chị nào mà không lấy cái bộ bơm này hả mấy anh chị, là em trừ để cho mấy anh chị 200,000 ha. Không lấy cái bộ bơm này ha, không lấy nguyên cái bộ bơm này nè. Em trừ để cho mấy anh chị 200,000. Đó. Còn anh chị nào lấy bộ bơm này luôn hết đầy đủ chứ là 4,200,000 hả mấy anh chị. Máy thì em bán em bao cho mấy anh chị ghim toàn tập ha. Chụp NGK. Đó, bán cho mấy anh chị thì em bao cho mấy anh chị Vinh ra tới Z hả mấy anh chị.
có buông có tháo trả lại em ha. Đây rồng 180 052881 các anh chị. Máy dính từng chi tiết luôn, khóa xăng, ống xăng, khóa xăng là còn mãi theo máy chân các anh chị đó, vậy không à, ống xăng, khóa xăng là theo máy hết đó. Về mấy anh chị nào muốn xài bom thì mình đấu bom lại ha, còn không xài bom thì thôi xài bình thường gì cũng được. Máy dòng này chạy không thiếu xăng nữa, không cần thiết tới cái bom đấy các anh chị. Rồi đó, anh chị nào mà làm được thì liên hệ em qua số điện thoại ở góc trái màn hình ha, hoặc là Zalo góc trái màn hình các anh chị đó. Em cũng nói lại báo giá công khai cho mấy anh chị luôn ha, là 4.200.000 các anh chị, chưa bao gồm phí vận chuyển. Còn anh chị nào không lấy bom thì 4 triệu. Máy thì còn rất là xuất sắc, rất là đẹp luôn. Rồi cảm ơn mấy anh chị nha, mấy anh chị.